chia tay với cặp vợ chồng Quốc Nghiệp một chút thôi, chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng đáng yêu này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay và cũng như là đang xem truyền hình ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em là Trương Hoài Thiên. Em 26 tuổi, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Công việc của em là chụp ảnh quay phim ạ. Dạ. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Đức Tâm Như, sinh năm 1993. Bây giờ hiện nay em đang ở nhà chăm em bé nhỏ ạ. Vậy hả? Em bé được mấy tháng rồi? Dạ, được 7 tháng ạ. 7 tháng rồi hả? Các em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng một năm hơn ạ. Năm hơn đúng không? Đây có phải là người mẫu của em hay không? Có phải là cái tình yêu của em bắt đầu từ cái chuyện là em đi chụp ảnh mẫu cho cô này và hai người thương quý nhau và bắt đầu là cặp với nhau và bây giờ cưới nhau luôn đúng không? Dạ không, em chụp hình nhưng mà vợ em là kiểu như là không thích chụp hình. Vậy sao hai đứa gặp được nhau lúc nào? Dạ hai tụi em là học chung trường đại học, học chung khoa ạ. Các em học trường gì? Dạ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hồ Chí Minh. Tức là hai em là quen nhau từ thời sinh viên đúng không? Dạ. Rồi tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì lúc đó là tụi em học chung trường, chung khoa luôn nhưng mà vợ em á là kiểu như lúc đó em cũng không để ý gì lắm, tại vì cái tính của vợ em á là kiểu người cũng hơi trầm, cũng không có sôi nổi, cũng không có làm gì cho người ta chú ý hết. Tự nhiên cái thời gian đó có một cái bạn nữ tự nhiên cứ gặp em là chạy tới đứng sát bên như này, xong rồi hỏi một cái đứa bạn thân hay đi chung á là ê ai cao hơn, là cứ chạy gặp em là cứ lần nào cũng gặp đứng so chiều cao vậy á. Em cứ ủa nhỏ này sao vậy ta, chứ chỉ có nghĩa là nhỏ này nó thích mình. Xong rồi em thấy em để ý, em thấy cũng dễ thương, xong bắt em để ý lúc đó luôn rồi cũng chọc ghẹo này nọ xong kia không tương tác lại, cứ lúc nào cũng cúi đầu xuống không có cười, xong không có trả lời em lúc nào hả chị. Em thấy nhỏ này bị điên hay gì. Coi như bây giờ kết luận lại là ấn tượng đầu tiên của chồng em về em là con nhỏ này bị điên. Đó, còn em sao nè? Dạ thì chồng em kiểu cũng hay nổi bật trong đó, giống như là ăn mặc cũng kiểu thời trang hơn các bạn khác, mọi người đi giày bình thường, giày bata hay là dép sandal rồi hay nọ ha, còn anh chơi kiểu giày bata mà có cả bánh xe ở dưới á. Anh chạy đâu kiểu nổi, chơi nổi mà chạy kiểu trượt rồi kiểu có một lần thấy em đi đang đi chung với bạn em mà anh chịu chạy veo một cái ép sát em vô tường luôn. Kiểu đúng không biết có phải gây sự chú ý hay là cô nào cũng làm vậy nữa. Em là học bên khoa gì? Dạ em học khoa Đông Phương học giống bạn luôn nhưng mà em học ngành tiếng Trung Quốc. Còn em là có phải học? Em học tiếng Thái. Có khi nào em tỏ tình bằng tiếng Thái không? Dạ em tỏ tình bằng tiếng Trung. Ngoái nỉ á hả? Dạ không, cái câu đó nó dài lắm. Em hẹn bạn này đi chơi là hôm đó em chủ động tỏ tình luôn. Tại vì trước khi mà qua gặp bạn này là nhà em có một cái bạn khách là người Trung Quốc. Em mới nảy ra một cái ý định là em kia, ê bây giờ mày chỉ tao cái câu mà tỏ tình bằng tiếng Trung Quốc được không? Xong cái nó chỉ em mà câu nó dài lắm. Em sợ không nhớ, em phải ghi cái tiếng phiên âm ra là ghi cầm tay hả không? Dạ ghi ra giấy. Trong thời gian mà em chạy từ quận nhất là em cứ nhẩm câu đó như thằng điên vậy đó. Thì em cứ ngồi em nói câu đó hoài luôn, tới lúc coi phim xong em vẫn quên. Em mới lấy cái tờ giấy ra em ngồi em coi em. Xong em cất lại liền, xong cái em quay lại. Nói sao? Nói đi. Anh kia là nữ nắng thua, nữ phong dòm mà. Sao là em kiểu trời mình đầu tư quá nhiều vậy là chắc chắn phải thành công rồi. Kiểu giống lúc đó mẹ đó mặt cũng ngượng ngùng, cũng dễ thương lắm. Xong cái hồi em đợi không mấy phút hỏi bây giờ sao trả lời đi, kêu ủa là không á chị. Là từ chối. Dạ em từ chối là có phải là do ổng nói cái câu này nó sai sai sao đúng không hay là sao? Dạ thì giống như là kiểu chưa có cảm xúc gì mấy mà đó là em nuốt nước mắt vô trong em đi về cũng nhức lại luôn. Bao lâu thì chồng mới chấp nhận tình cảm của em? Sau cái hôm mà em tỏ tình thất bại luôn á là em vẫn tiếp tục nhắn tin nói là Thiên thích Như nhiều lắm, Thiên muốn quen Như kiểu đó. Vẫn tiếp tục ra vẫn đeo đuổi. Cái lúc mà em tỏ tình lại một lần nữa là cái lúc ra trường. Em vẫn cảm thấy rất là thích bạn này. Nhưng mà kiểu ức lắm, cũng không thấy bạn này quen bạn trai hết. Hôm đó em mới hỏi rõ một chuyện là em kêu là bây giờ Thiên hỏi anh chị là hồi đó giờ có thích ai không? Cũng trả lời là không. Xong kêu là vậy hồi đó giờ có quen bạn trai nào chưa? Kêu là không luôn. Xong em kêu là vậy bây giờ Thiên thay đổi tới cùng luôn. Chị muốn hỏi bạn vợ đó, một cái lý do gì mà để em quyết định em đồng ý yêu bạn này? Dạ kiểu như là bọn em đi chơi cũng phải lâu lắm em mới kiểu chấp nhận là kiểu bạn gái của bạn này. Kiểu như là em thấy hay quan tâm em, có một thời gian em ở xa, em không ở thành phố nữa mà em về Biên Hòa, về Biên Hòa làm cho nhà em thì
chồng em về chơi với Biên Hòa với em á, thì lúc đó tự nhiên cái tớ hở sao là không đóng cửa phòng, để cái bóp tiền ở bên phòng của anh trai của em á, xong có người vô lấy trộm mất tiền. Xong rồi kiểu anh buồn kiểu suy sụp. Có khóc không? Dạ không, không có khóc, không có khóc đâu. Nhưng mà cái hôm đó là kiểu như tâm sự cũng nhiều lắm, chắc là cũng cảm động này nọ, xong cái hôm đó nói thương em mà, trong khi cũng khi là quen cũng cả năm rồi. Rồi vậy là ông mất cái này không được cái kia không được. Dạ, quá thì em không biết. Rồi bây giờ nè, vô nhà người ta rồi có rủ con người ta đi ra ngoài ở với mình không? Dạ thì được quen được năm á, là em mới kêu thôi lên Sài Gòn là làm với anh đi, cũng lên. Nhưng mà cái phòng đó là em ở ăn phòng, em gái lại vợ em ở ăn phòng. Xong rồi em hay rủ qua phòng em thì em cũng dùng thủ đoạn mà. Thôi rồi nhận luôn. Thủ đoạn sao? Thì xong rồi vô phòng rồi rửa cần lên, ngu gì không biết chị. Xong rồi em cũng dụ, xong rồi hôm đó tự nhiên tháng vậy là giờ em á, thấy trễ trễ vậy đó. Xong rồi em thì thôi để em đi mua đồ em thử. Em đưa cho bạn này thử xong vô toilet qua, bên đó quay lại trở ra mới kêu là anh ơi hai vạch. Lúc mà em thấy hai vạch thì em sao nè? Dạ em lúc mà hai vạch ra thì em mừng nhiều hơn. Em là... mừng đúng không? Mừng. Còn bạn vợ thì sao? Thì cũng mừng chứ. Cũng mừng luôn. Dạ. Mà mình chưa, lúc đó có sợ ba mẹ biết không? Thì cũng có, nhưng mà em cũng muốn là có em bé xong rồi mới kiểu đám cưới sau. Vậy chị hỏi nè, em lấy vợ em được mấy năm rồi? Dạ được hơn một năm rồi. Giờ còn yêu vợ giống như là cái ngày đầu mà chưa cưới được vợ không? Dạ không, tại thấy chắc chắn. Sao vậy? Trả lời dạ không luôn. Tại sao vậy? Dạ em thấy yêu vợ yêu hơn. Trời rồi, ơi, Phương Duyên dễ sợ không? Làm hết hồn chứ. Vậy chắc sao mà giặt mặt được? Vậy chắc có lẽ là trong mắt của em là vợ em chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ có chứ anh, tật xấu là phải, em kể tật xấu là phải gì nè. Thôi cho vợ trước đi. Bây giờ em sẽ có ưu tiên đó. Em có cơ hội. Khui cái tật xấu ông ra đi. Tật xấu là kiểu hay chê em kiểu ăn mặc kiểu không có nữ tính á. Với lại là ra đường mà cứ kêu em là mặc đồ mấy cái đồ dây đi. Em có làm hài lòng anh không? Dạ em thì không thích. Giống như là biết em không thích mặc đồ vậy rồi mà vẫn cứ bắt. Rồi tiếp theo em. Chứ lại ảnh kiểu do chụp hình quay phim mà về thì hay làm trên máy tính, làm đồ này nọ. Cứ làm cho máy tính biết luôn. Cứ cầm điện thoại, cầm máy tính suốt ngày. Coi như là cắm mặt vào máy tính. Dạ. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm tới sức khỏe của ảnh chút. Kiểu như là em cũng bận chăm con thì ảnh kiểu biết giữ sức khỏe của mình để em khỏi lo lắng đúng không? Rồi bây giờ tới em đó. Nói chung vậy em chắc cũng khoảng 3 tật á. Hay càm ràm á. Có chuyện đổ rác không mà càm ràm cả năm trời mà cãi nhau bao nhiêu lần bị chuyện đổ rác không? Là nói hoài luôn hả? Dạ nói hoài luôn mà cứ giận em lên là đầu đi lau nhà, lau đồ, dọn bàn như làm. Đồ gì là đang giận đó. Rồi tiếp theo. Lại một cái nữa là kiểu mặc đồ á xòe xòe lắm vậy. Em thích con gái mà ra đường kiểu xỏ cái quần rin lại cái áo thun ra. Em kêu là ra đường diện diện tí đi. Quần áo của em á thì kiểu anh mặc gì em ủi cho, mà đồ của mình ra đường không bao giờ ủi. Em kêu thôi đưa đây anh ủi cho. Bình thường mặc mọc này nọ đi chơi cũng ít make up lắm chị. Như thôi giờ sáng dậy mà em chịu khó em make up nửa tiếng đi, em thấy em đẹp lên là em yêu đời liền à. Mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn thay đổi là cũng gái mà phải chăm sóc bên ngoài chút xíu đúng không? Với lại là bớt càm ràm đi, muốn gì nói ra em làm hết. Rồi. Đơn giản lắm em, tại vì chồng em làm nhiếp ảnh, hiểu không? Thành ra chồng em rất thích cái người phụ nữ chỉnh chu rồi thì cái bên ngoài nó phải gọi là tươi tắn một chút. Thì thành chị nghĩ cái này là em có thể thay đổi được mà, đúng không? Dạ. Thay đổi như vậy vừa làm chồng mình hạnh phúc mà bản thân mình cũng đẹp hơn. Đúng rồi. Hiểu không? Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thuận hòa và hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ. Bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà giá trị từ chương trình Vợ Chồng Son như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Dung Bổ Thận Trung Ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Dung Bổ Thận Trung Ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao bằng long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung Ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh. Mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một phần quà tổ yến chân đường phèn và nước yến nhân sâm, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Sản phẩm của Yến Xào Sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà mà ai ai cũng muốn giành giật để có được nó, đó chính là miếng cước chùi nồi.
đi kèm theo miếng cước vừa nồi. Đó là một phần quà dành tặng cho các bạn. Đó chính là sản phẩm đồng hồ đeo tay mang thương hiệu Sonata, nhãn hiệu đồng hồ của Ấn Độ trị giá 3 triệu đồng đến từ thế giới thời gian.vn, nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu đồng hồ cao cấp tại Việt Nam. Với thiết kế độc đáo, tạo nét riêng đẳng cấp cho chủ nhân, chiếc đồng hồ Sonata là một món phụ kiện thời thượng cho các quý ông hiện đại theo đuổi phong cách thanh lịch và sang trọng tại thế giới thời gian.vn. Đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn là món trang sức tô điểm thêm cho phong cách của người sử dụng. Wow. Và bây giờ để muốn đạt được cái phần quà đó thì các bạn phải đến cái phần gọi là kiểm tra hiểu ý. Bây giờ các bạn đâu lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Món quà đầu tiên mà chồng tặng vợ là gì? Rồi để coi. Rồi. Quốc Nghiệp lần đầu tiên tặng quà cho Mai đó là món gì? Mở ra Mai. Của em là gì? Nước hoa. Không được. Bên đây nè, bên đây nè. Đây. Vòng đeo tay, son, trớt quớt. Rồi trớt quớt hết. Hai ông chồng đã trả lời trớt quớt cái câu hỏi này. Đề nghị hai anh chồng bước lên một bước. Hai anh nhìn nhau rồi quánh tù xì nha. Quánh tù xì. Tù xì. Rồi xong. Như vậy hai vợ chồng em sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Màu gì? Màu gì? Chắc đỏ. Vợ chồng em Nghiệp Mai chọn màu gì? Em đi, em chọn màu gì? Trời ơi, tôi mất quyền ưu tiên rồi. Rồi trời ơi, cái màu này là cái màu cố định của anh Thuận. Ờ, cái màu nam tính đó. Rồi, tính bây giờ mời các em bước về cái thùng mà mình đã chọn. Thuận và chị Vân sẽ mở trước để xem trong đây là những gì. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Ôi. Và bây giờ hai cặp vợ chồng chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Mở ra. Chúc mừng vợ chồng Quốc Nghiệp nha, đã nhận được sản phẩm đó chính là một bộ sản phẩm xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và chúc mừng vợ chồng em đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là tổ yến chưng đường phèn và nước yến nhân sâm của Yến Xào Sông Yến. Wow. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thuận cảm ơn nhãn hàng xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7.